quá bây trời. Bây giờ thấy em không một. Đi. Còn cái nịt không? Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn trong giải đấu PUBG Esports. Mời đây. Má mà cái line up này giống như tôi vô tôi hết hello dữ vậy. Mời đây. Cho anh ngắn rồi. Đây. Chúc mừng sinh nhật em á, để tí nữa anh stream xong anh chúc mừng sinh nhật nhưng em nhé. Nhưng mà A không bật thì mấy ô kênh chat bảo anh là anh mày quá khứ, nghe thế nó bị tiêu cực quá đúng không hả anh? Thế nên em nghĩ là anh nên bật intro một lần nữa khẳng định vị trí của một Rambo đẳng cấp pro player. Ready for it. Được chưa? Như thế nào quá vậy? Bao mấy 15 ngày trước đâu mất tiêu rồi bao? Cái nhiều hả? Nghĩ sâu dữ vậy? Clear, à. 15 ngày trước. Có người. 15 ngày trước, là nửa tháng trước à? Đúng. Chuyện gia đình đó nè. Vì gia đình á, nghe căng thẳng chứ nhờ. Đây không có quỷ đâu, tịnh. Ngồi Ngọc có bầu đi, cưới hay gì? Lộn rồi, nhầm. Anh tưởng chuyện gì căng, tưởng anh Ngọc tới. Anh tưởng Ngọc tới công chuyện. Trẻ mà anh ơi, vội thế. Vội quá đúng không bông? Vội quá. Trẻ rồi xong mình chơi xong mình bỏ là được rồi. Trời ơi. Thằng quỷ. Hỏi ai vậy hư? Anh vô vậy hư? Gì hư luôn? Mày dạy anh hư không? Ảo rồi. Anh dạy em rồi có. Ảo rồi. Bây giờ tụi nó bắn giải chắc cũng bình thường bao giờ. Cái nào anh? Mày nghĩ giống như anh còn cơm bát này được không? Cơm bát là sao anh? Cơm bát đó. Cơm bát game thủ chuyên nghiệp nữa. Anh em chờ tôi bắn một trận cho nó bay anh em nhé, rồi tôi đặt kèo cho. Nói chung là kiểu tụi nó bây giờ tụi nó kiểu bị hơn ấy. Mày nói thẳng là anh bắn nhiêu đi, mày nói mé. Nói thế sao được. Không, để em bảo là giờ anh vẫn bắn được anh hiểu không? Nhưng mà đỏ không bằng đúng không? Nhưng mà anh cần 2 năm nữa thì anh mới bằng được tụi nó. Trời ơi, má chết luôn rồi. Nhưng mà anh team có huấn luyện viên chưa bông? Huấn luyện viên ạ? Huấn luyện viên ấy, giống như Cerberus cũng có huấn luyện viên. Gì? Giỡn hoài mày. Em vừa làm quát vừa làm player mà. Giỡn hoài mày, quỷ. Giỡn hoài, khùng gì vậy? Anh Khánh xem. Giỡn hoài mày. Không, nó thật mà. Anh làm quát cho. Trả anh 2 triệu một tháng. Bảo mẫu luôn mà. Em bảo mẫu luôn mà. Mày trả anh 2 triệu một tháng là anh vui vậy? Thiệt. Chốt đơn luôn đây. 2 triệu một tháng nha, làm quát cho. Trời ơi. Làm quát nha, quát đừng kêu đẩy ngu là được nha anh. Khùng mày. Đẩy ngu làm gì 2019 mà anh tặng. Ê, tao ra chứ mình. Hay. Trời ơi. Đâu anh em? Đâu còn đâu nữa? Trời ơi. Anh hai, Khánh hai. Anh Khánh hai. Giật mình. Đâu. Hai thằng nữa. Không biết. Khánh đi. Có hai thằng, hình như là hai thằng này, hai thằng loot ở bên ngoài á, em Tài ơi. Ok, anh Khánh đi. Ok, anh Khánh ơi. Ok. Má, bắn lại ốp này chắc đi theo tôi cứu chứ tôi bắn quần què rồi. Không còn kill nào luôn. Bắn với tay con thì làm gì còn mạng. Còn cái nịt. Xe nào, xe trên đồi trước mặt anh, hướng 50. Được chính. Nghe chưa? Hướng 50 à? Ở bên trái à? Ê, nó chạy vô mình đấy. Trước mặt anh này. Nó chạy hướng nào anh? Đây nè, nó chạy vô, hướng vô anh này. Này vô này. Đang vô này. Nó chạy. Ê kìa. Ngõ nút. Ngu rút. Trời, có một vàng ngõ nút ấy chứ. Lâu quá, nó bắn. Lấy xe lên mình. Sao rồi, sao? Tại xe luôn em. Map này máu quen. Tôi. Má ra tương tác luôn. Pha đó anh đứng vô trong cây được nhưng mà tự nhiên anh kiểu anh tự tin anh đứng giữa đường anh sấy nó bông à. Ngu dốt. Bây giờ mà mình mở. Chết ra làm huấn luyện viên quát cho mình đúng không? Đây nè. Theo mà cái kinh nghiệm mà 2 năm anh bắn PUBG á. Vô đây. Cam Alpha clear. Okay. Tại vì kiểu là nếu mà dòng bo mà còn đông như vậy tụi nó không có dám vô giữa đâu, chỉ có anh em mình thôi. Mấy thằng khùng như anh em mình mới vô giữa thôi. Đúng. Cái style của Việt Nam mà tụi nó bắn ghìa bo không à. Một quét. Mình vô giữa đi, mình phải thay đổi rồi, năm mới rồi. Lời nói rất là hay.
vô giữa đi, thằng nào chạy xe hả? Chết được không? Xe kỳ vậy? Được chứ. Hạ lương à? Trời ơi, còn tao còn tài là còn cái nịt thôi, làm gì còn kêu. Còn đúng cái nịt thôi. Đó. Mở nát em Tài ơi, đi trái này. Ai? Trái, đúng quá trời. Nó sát thằng đá, thằng nhà vệ sinh. Thằng đá này, sao thằng đá này? Ai vậy? Hai. Hình như là tôi đang chơi trong cái live up là còn là game thủ của thế giới không đúng không? Nhà xin nóc, nhà xin nóc. Rồi tất thằng đá, thằng đá, thằng đá. Ôi trong góc cuối. Hai. Có một thằng đá này. Quá, bố tài đét đi. À, anh em gứt nét chết cho tôi chơi với đụng. Nhìn bắn thèm dữ trời. Ê Tài ơi, em có một cái bí quyết gì mà em bắn hay không Tài? Anh biết á, anh biết á. Có. Có phải hồi đó là lúc mà em chưa stream anh, em xem anh đúng không? Không, em yêu chị Bi. Phải hồi đó là lúc mà em chưa stream anh, em xem anh đúng không? Không, em yêu chị Bi. Chạy lên đường thì... quên. Chạy vào đường mòn nào phát à? Quá bây giờ chạy em trong một đi còn cái nịt không hết. Còn mỗi cái nịt đét đi vãi cả đang support không bị ghê nhở thôi không được rồi quá mình nó bắn dạ. Kìa đép tới sao đép vô đầu ui. Nè, à, Tài làm 3 cho mày xem mà đấy. Ma nó bắn mồm không vậy? Tài làm 3 cho mày xem mày. Có phải lúc trước anh cầm chuột chỉ mày chơi game đúng không Bao? Đúng rồi. Đó, trời ơi, có nói giỡn đâu. Rõ ràng. Rõ ràng là như vậy rồi. Anh em phải vậy chứ. Ừ. Yeah. Sao đâu, yeah. Trong đây kim cương không nhìn tôi... từ gái dữ vậy. Không có mấy anh em tôi nó chơi PUBG nhiều với tôi chơi đâu, đúng không? Thằng kim cương, thằng Bao kim cương chứ nó bắn cũng như tôi hả? À, bình thường hả? À. Kệ. Người ta kim cương, người ta cái MVP trong á. MVP nào á nhờ, sao anh không biết nhờ? MVP, hai cái luôn. Hình như cũng đi Hàn Quốc đúng không? Đúng rồi. Cũng đi Hàn Quốc luôn. Ừ. Giải BBC nè, mới đây nè đúng không? Đi với Khánh nè. Đúng vậy. Wow. Đúng rồi. Đúng. Đi cái hồn em còn ở bển xác em ở đây thôi. Đây là cái biếu này, trẻ này. Mắp tủ. Ê, nhưng mà nói thật với anh em nha. Ví dụ mà tôi bắn PUBG mà tôi bắn đóng dường Tài ấy, thì anh em xem nó cũng đâu có bị chán đâu nhờ. Đúng không mấy ông? Thì bà người kia kim cương nhưng đối với em Abo vẫn nổi bật trong đám đông ạ. Hai chữ vàng rách. Ok kìa. À. Cảm ơn em rất nhiều nha, cảm ơn em. Cắt ông mẹ. Anh Nguyễn Văn Thận á. Em lại anh luôn anh Nguyễn Văn Thận. Em lại anh. Ê, đó, dạ, trời anh. Ôi. Alo. Dạ cấp ơi. Cấp gì? Cấp gì? Đâu? Đâu đâu? Cái gì? Nãy giờ có thấy cái cấp đen nào đâu nhờ? Chắc rơi ở đâu chứ cần làm gì có chuyện là rơi đấy. Làm gì có. Ủa, anh em có thấy không? Em bảo ở đâu, em nhầm á. Không có thấy không nhờ? Không có thấy không? Đó. Đây có đâu? Đâu, ai thấy gì đâu nhờ? Không thấy đâu cả. Làm gì có cái cấp đen nào? Không có đâu. Lỗi em, dạo này em bị cận anh ạ. Làm gì có cấp đen nào đâu? Không có đâu. Rồi đúng rồi, làm gì có đâu. Nhìn nhầm đó, nhầm á. Bây giờ anh đang chơi nhân vật nữ hay là nam vậy? Không, anh chơi nhân vật nữ cho nó người nó nhỏ. Không quá. Bây giờ anh phải chơi nhân vật nam mà biết đúng tại rồi. Sao? Nhân vật nam mà xoáy không giật. Đúng nhân vật rồi. Nam xoáy không giật. Vâng, xoáy đỡ giật hơn. Mà biết sao không? Lý thuyết ở đâu ra vậy? Lý thuyết này nào đưa ra ạ? Cao Việt Vũ. Thằng hên nên anh đang vui chứ đụng. Buồn anh đập tét đầu á. Ừ, vậy ví dụ à, ví dụ anh hỏi nha, ví dụ chú chip mà kiểu thấp rồi kiểu sấy rồi sao kìm cái súng nổi đúng không, thì trong đây người ta làm nhân vật nó phải cao rồi đúng không? Đúng. Nó là vậy đó chứ không phải đâu, nó quan trọng là do cái tay mình đó chứ. Chip có nghe không? Không, chú chip giờ này hết xem stream anh ơi, chú chip giờ này
Chú Chip giờ giờ này là chú Chip, chú Chip đi ăn rồi. Chú Chip không xem đâu, yên tâm. Mày thế. Mày thế à? Thôi. Nghe là đâu chứ biết sao. Em đi cây ơi, cho tôi bình nước. Đây 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 đây. Một phết một nước. Phết nữa. Oh, thank you baby. Đi thôi. Từ từ nha, để tôi chở cho. Em ơi, ông yên tâm, tôi mới lấy bằng B1 xong. Không sao đâu ơi, không sao. Xe máy với tôi là bình thường. Tôi chưa có bằng mà. Không chưa có bằng, xe máy đó với tôi là bình thường à. Giờ đâu nè, giờ chấm 3 đúng không? Lên núi, lên núi. Không sao, tôi mới lấy bằng mà. Cái gì vậy Tài? Thằng Tài nó đụng nè, Thằng Mâu kìa. Cưới vậy bộ. Vậy khi nào cưới? Bộ đó, bộ hình như anh nghe chuẩn bị quay lại với người yêu cũ cái gì á, Linh gì á. Kìa. Chết bây giờ. Lên báo giờ. Coi chừng nha, dễ trước mặt bao lắm ấy. Phải. Một yếu trước mặt này. Hai anh em. Sao? Bò đi, bò đi anh cứu cho bông. Đánh bông là chính. Đánh bông này. Lên. Trời ơi, bình thường. Nó nhìn bắn bình thường. Báo ra nha. Hay nha. Nóc một luôn nè. Đây. Gần nữa, gần luôn, dưới chân dưới luôn. Dưới chân gần luôn. Ôi. Không nghe nhờ. Anh không nghe nhờ. Mày thấy nha, mày nghe Tài. Dưới chân gần nghe mà. Lúc mà anh đi xong mới dịch thêm cái nữa. Ừ, anh không nghe. Để em tí. Tí thì hay rồi. Game đầu quá múp rồi. À, game đầu quá nắp rồi anh em ơi. Tôi mà biết gần là tôi nhá tốt hơn rồi. Tôi tưởng nó bay xa xa bên kia cơ. Nghe gì luôn thề. Không phục. Ready for it. Được chưa?